Bộ phim Huyết thù Tập 30. Tại sao anh lại giết cô em chứ? Cổ muốn lật lại vụ án trộm nhà Cam Nang ngày xưa. Cổ làm vậy là muốn đẩy tôi vào tù mà. Anh đang nhận tội trong một vụ án trộm cắp khác có đúng không? Phải. Tôi là người ăn trộm và giết chết Cam Nang. Thằng khốn, hôm nay là ngày giỗ của mày. Tôi không biết chuyện gì hết. Tôi không biết gì hết. Tôi không biết. Đừng đụng vào tôi mà. Bình tĩnh lại đi mà. Không được đụng vào tôi. Tôi không biết gì hết. Tha cho người bệnh một chút đi. Tôi xin anh đó. Được. Chuyện gì vậy? Con Mukda, mày còn dám gặp mặt chồng của tao nữa hả? Samon hả? Hả Samon? Nhìn đi, tao đã đính hôn với anh Nakhon. Tại sao mày còn quyến rũ chồng của tao nữa hả? Nè, nếu đó không phải là chuyện của dì vợ Lâm thì chị không bao giờ nói chuyện với chồng của em đâu. Không muốn nói chuyện sao? Không muốn nói chuyện mà hai người gặp riêng với nhau. Nói chuyện thì cứ đứng sát vào nhau. Bây giờ mày còn giả bộ nữa hả? Dừng lại, dừng lại. Đây không phải là chuyện của mày. Đáng đời lắm. Tại sao vậy hả? Mày ngứa đầu lắm hay sao? Cô Samon, chồng của tao đừng có làm như vậy mà. Tao sẽ không tha cho mày đâu. Chị em trong nhà đừng đánh nhau mà. Mày tránh ra đi. Đi đi bà, nghe lời tôi đi. Cô Samon, cô Samon sợ quá. Cô đã đi đi, nhanh lên đi bà, nghe lời tôi đi ra ngoài đi. Đợi cô ấy bình tĩnh lại đã. Làm ơn đi. Tụi mình tránh ra hết đi. Cô Samon nè, làm ơn đi. Tụi mình bình tĩnh lại đi hả? Cô Samon đi. Ôi trời ơi. Mukda, nếu như mày có giỏi thì mày hãy lấy chồng trước tao đi, thì lúc đó tao mới tin. Hả? Em sợ bỏ hả? Thôi hả? Được rồi. Chọc, thằng chọc. Thằng chọc, mày né tao ra đi. Tao không uống thuốc của mày đâu. Buông tao ra. Buông tao ra. Thằng chọc. Mẹ. Samon, cứu mẹ với. Cứu mẹ. Cứu mẹ với. Mẹ bình tĩnh đi. Có chuyện gì vậy? Mà thằng chọc nó lại theo mẹ đó con. Mẹ bình tĩnh lại đi. Nghe lời con, bình tĩnh lại. Đừng có nói với con là mẹ bị bệnh nữa nha. Được rồi, nghe lời con, ăn chút bánh đi. Nó sẽ giúp cho mẹ bình tĩnh lại đó. Mẹ nhìn đi. Cái bánh này là anh Nakhon mua về cho con đó. Nè, dạo này anh ấy chăm sóc con rất là cẩn thận luôn. Nhìn ngon vậy. Nè, ăn chung với mẹ không? Samon, con bị gì đó, bị bệnh hả con? Con bị cái gì vậy? Dạ con không có sao đâu mẹ à. Nhưng mà hồi nãy nghe mùi cái bánh này, tự nhiên con lại cảm thấy mắc ói. Hay là mẹ ăn cái này đi. Cái này nhìn cũng ngon lắm nè. Trời ơi, món này mẹ thích nè, ngon lắm, ăn chung đi. Samon, con nghe mùi bánh rồi mắc ói như vậy, đây là triệu chứng của người có thai đó. Có thai? Anh đang làm cái gì vậy hả? Làm gì mà mặt căng thẳng quá luôn nè. Anh đang làm những thứ mà Ná Pha chỉ cho anh đó. Vậy á hả? Gì vậy? Em muốn làm gì đây? Ôi, Người chồng của Ná Pha thông minh lắm luôn nè. Dễ thương quá, đi thôi. Hai con yêu thương nhau quá ha. Dạ chào ba. Tới giờ vẫn chưa về nhà hay sao? Rồi khi nào ba có cháu đi? Ba đúng thật là... Thì ba giao việc cho anh Rod ít lại được không? Ảnh làm việc ở nhà máy, rồi còn làm việc cho ba Rương nữa. Mấy hôm nay ảnh về tới nhà là ảnh ngủ như chết luôn á ba. Được rồi, hay là vậy đi. Nếu như có thể làm cháu đầu của ba là thằng con trai thì ba sẽ giao hết quyền bên nhà máy cho tụi con luôn. Ồ, thật vậy sao ba? Sao ba? Vậy là con phải cố gắng hơn rồi. Ba dễ thương quá đi à. Hôm nay công việc như thế nào rồi? Dạ đây ạ. Đây chính là phần thống kê. Con đã ghi chú hết rồi. Ba cứ xem cẩn thận đi. Mẹ à, cái gì vậy? Biết tới đâu, mất mặt tới đó mà. Mẹ, đồ con hư. Mẹ buông con ra đi. Mày nói đi. Mày đã không thấy Kỳ Kinh bao nhiêu ngày rồi hả? Nói đi. Mẹ. Mày nói cho tao biết đi. Mày trễ bao nhiêu ngày rồi? Hả? Nói đi. Mày làm con đau rồi. Mẹ buông con ra đi mà. Mày không được đi ngủ với tất cả mọi người thích mày, mày hiểu không? Mẹ. Nó là anh trai của vợ bé ba mày. Sao mày làm như vậy với tao? Làm xấu mặt gia đình mày biết không? Mẹ. Trời ơi. Mẹ buông ra. Tại vì nó thích con mà. Nè, đứng lại đó. Mày lại đây. Mày phải đi với tao. Nếu không ba mày biết mày sẽ chết chắc. Đi đâu chứ? Một lát nữa mày sẽ biết. Đi đường này nè. Mẹ à, nhìn sợ quá. Đây là đâu vậy hả? Yên đi. Nhìn đường đi nè. Đường như vậy làm sao mà đi chứ? Cẩn thận đó. Coi chừng cái đầu nha. Qua đây. Mẹ. Cái gì? Mẹ. Đừng có kêu nữa mà. Mẹ ơi, cái gì? Sao mỏng không có đi đâu? Mẹ. Cái gì nữa? Chỗ này đáng sợ lắm. Ở đây là đâu vậy hả? Căn nhà này nhìn hoang vắng như vậy, nhìn đúng là đáng sợ mà. Thì tôi phải dẫn cô đi phá cái máu xấu xa trong người đó. Không được đâu mẹ à. Sao mỏng không có đi đâu? Đi theo tao. Mày phải đi. Con không có đi đâu. Phải đi với mẹ. Qua đây. Qua đây. Nhanh lên. Đến đây làm gì? Bác là bác sĩ phải không? Mau vào trong đi. Nhanh lên. Nằm xuống. Nhanh lên. Khó ra sao cũng phải làm. Làm gì chứ? Con không có làm đâu. Mẹ con không làm đâu. Chắc chắn không? Bà chủ muốn làm con Quang Phên sảy thai sao? Bao nhiêu đó chỉ là một chuyện nhỏ đối với con Thảo Mai kia thôi. Anh mau đi mua thuốc phá thai cho tôi, rồi đi trộn vào cơm cho nó ăn. Nhưng mà như vậy là tạo nghiệp đó. Sợ cái gì chứ? Nếu cái thai không còn nữa thì khi anh Rương giết con em chết rồi thì nó cũng sẽ không bao giờ được hạnh phúc như vậy đâu. Ngon quá đi. Anh Rương ơi, cứu em với. Họ đã giết con của mình kìa. Mày dám có con với chồng tao hả? Phương Lâm, dừng tay lại đi. Rồi sao hả? Tôi hỏi có chắc chắn không? Dạ chắc chắn. Không mẹ à, mẹ chắc chắn cái gì vậy hả? Vậy chịu khó đau chút xíu đi. Chút xíu là hết thôi. Tránh ra đi. Nhưng mà làm cái gì hả mẹ? Mẹ! Nằm yên đi con. Mẹ! Mẹ định làm gì con vậy? Nè, con cứ nằm yên đi. Nè, một lúc sẽ hết đau thôi. Con cứ yên tâm đi, bình tĩnh. Đừng có la nữa mà. Mẹ à! Trời ơi. Mẹ, con không làm đâu. Đau lắm, con không làm đâu. Ôi trời đất ơi. Samon à, con à, đứng lại đi. Samon, quay lại đây. Có nghe mẹ không hả? Mẹ không có làm đâu mà. Quay lại nhanh lên. Mày không thể để dòng máu xấu xa trong người đó được. Mẹ, đủ rồi. Cái thai đó là của con thì liên quan gì tới mẹ chứ. Con không có làm đâu. Không được. Mày phải làm. Quay lại đây nhanh lên. Mày sẽ để cho dòng máu xấu xa này ra làm xấu mặt mày luôn hả? Cho người ta biết mày hư đốn như thế nào hả? Bởi vì con có máu của mẹ trong người mà. Hả? Mẹ! Con quỷ này! Mày hư đốn chưa đủ lại ngu nữa. Mày nghĩ là thằng đội trưởng đó sẽ chịu nhận cưới mày làm vợ sao? Mày đã có thai với thằng kia đó mày biết không? Quay lại đây! Nhanh lên! Mẹ đã quên rồi hay sao? Là con đã đính hôn và hẹn hò với đội trưởng rồi. Hả? Mày đính hôn thì sao hả? Nếu mày đã có con với thằng kia ở trong bụng của mày rồi, đính hôn rồi cũng có thể chia tay được mà. Một người như con sẽ không bao giờ để con của mình có một người cha như là Khá Nông. Mày nghe rõ chứ? Mày nghĩ cái gì vậy? Mày nghĩ là chỉ vì mày đi theo thằng đội trưởng rồi thì mày sẽ có thai được sao? Thì con vẫn sẽ có cách riêng của con mà. Mày cứ chờ mà xem. Anh đang làm gì đó anh Rod? Anh đi từ từ thôi, đừng có sợ nha. Nè Samon hả? Em định dẫn anh đi đâu vậy hả Samon? Là bí mật. Em nói chút xíu cũng được hả? Em sẽ không nói cho anh Nakhon biết đâu. Bởi vì em chắc chắn nơi này sẽ khiến cho anh Nakhon rất là thích thú luôn đó. Nói một chút xíu cũng không được sao? Dạ không có được đâu. Cẩn thận nha. Anh Nakhon đi bên này nè. Bên nào hả? Đi theo Samon đi. Em đảm bảo anh sẽ rất là thích. Em dẫn anh đi đâu vậy chứ? Đi lên một chút xíu nữa là tới rồi. Nè, được rồi. Xoay người qua một chút đi anh. Xoay người qua. Nè. Bây giờ Samon sẽ mở mắt cho anh nha. Samon nè, chỗ này là ở đâu vậy hả? Là một chỗ chỉ có hai đứa mình mà thôi. Anh nghĩ là như vậy thì sẽ không hay lắm đâu. Không có sao đâu anh Nakhon à. Một chút xíu nữa anh sẽ chỉ thấy những điều đẹp đẽ mà thôi. Nè Đàn sao bỏ nào. Là ai? Tôi hỏi là ai? Ai vậy? À! Mẹ ơi! Buông tôi ra! Ai là mẹ của mày chứ? Mẹ ơi! Tao nói mày buông ra chưa? Buông ra! Buông ra! Mẹ ơi! Buông ra! Buông tao ra! À! Thiệt tình, thằng quỷ nhỏ này, mày lại đi theo phá tao ngay cả trong mơ luôn hả? Tao đã nói rồi mà, tao đang đi tìm ba cho mày đó. Đang chuẩn bị trói được anh ấy rồi mà. Hôm nay mình có đi ăn cơm chung với nhau không? Chắc là không đâu, sợ làm cho ai đó ăn cơm không ngon. Mày phải đi chùa hả con kia? Đúng rồi, hôm nay là ngày rằm nên con đi chùa và làm từ thiện luôn, có được không Dượng? Không ngờ Mukda cũng có lòng tốt vậy. Con nghĩ sao về việc làm từ thiện? Nói Dượng nghe đi. Dù gì làm từ thiện cũng giúp cho lòng mình tốt hơn và thoải mái hơn đó Dượng Trương. Điều đó có đúng hay không thì không ai biết được. Nhưng mà thứ làm cho Dượng cảm thấy thoải mái nhất chỉ là có tiền mà thôi. Anh nói đúng không Quang Phên? Nhưng mà đối với Quang Phên thì chỉ có anh Trương mới là người làm cho Quang Phên hạnh phúc nhất. Tới giờ rồi, chắc Mukda xin phép đi trước, sợ là sẽ không kịp giờ. Không biết là con bé tin vào cái gì. Anh Trương à, sao em lại hốt hoảng vậy? Máu kìa. Chắc là do trời nóng quá, không có gì đâu. Dạ, anh Trương vào trong rửa mặt đi, để Quang Phên đi chuẩn bị đồ cho anh nha. Mút đang cúng cho ai vậy? Người quen thôi mà. Đi thôi. Mấy đứa ơi, hôm nay cô có giáo viên mới đến đây giới thiệu cho mấy đứa biết nè. Ai vậy cô? Đây nè, thầy giáo Không Kiệt. Thầy giáo Không Kiệt sẽ đến đây giúp cô dạy mấy đứa nha. Dạ. Con chào thầy ạ. Chào cả lớp. Thầy giáo Kiệt là người yêu của cô Mukda có phải không? Vậy rồi anh Nakhon của tụi em thì phải làm sao đây? thì anh Nakhon là người yêu của con chú Trương rồi còn gì. Không có phải vậy đâu, anh Nakhon không có thích con của chú Trương. Làm sao mà bạn biết được? Chuyện đó thì hỏi làm gì chứ. Thì nói ra đi. Sao tôi biết thì cũng kệ tôi đi. Thôi được rồi, mấy đứa đừng có cãi nhau nữa, chuyện nhỏ mà. Mình bỏ chuyện đó đi nha, quan tâm chuyện học hành thôi. Dạ. Hôm nay cô sẽ dạy bài thơ tiếp theo. Bài thơ thứ 11. Người lớn tìm khăn mới, để con dâu đeo vào cổ, quan tâm đến gói bọc. Cảm ơn cô rất nhiều vì còn qua đây thăm gia đình tôi nữa. Tôi cảm ơn cô rất nhiều. Tôi cảm ơn vì những bông hoa kia. Không có gì đâu. Anh Nakhon ơi, anh Nakhon, anh không thích chị Mukda sao? Sao anh lại làm người yêu của con chú Trương? Em còn rất nhỏ. Nhiệm vụ của em chỉ lo học hành thôi, đừng quan tâm mấy chuyện đó, có hiểu không? Anh Nakhon đúng là kỳ lạ thiệt đó, nói chuyện hệt chị Mukda. Nhưng mà mẹ mình nói là anh Nakhon đang hẹn hò với cô Samon mà. Không được, anh Nakhon chỉ được làm người yêu của chị Mukda mà thôi. Thôi nè mấy đứa. Nhưng mà thầy nghĩ á, chắc chắn là cô Mukda sẽ yêu mấy đứa nhiều nhất rồi ha. Có đúng không mấy đứa? Dạ đúng. Dạ đúng. Yeah. Thôi chúng ta qua học tiếp thôi ha. Sao rồi? Lúc nãy tới đâu rồi? Có cần thầy giúp không? Vậy thôi, chắc tôi xin phép đi dạy trước. Đây, qua đây. Mẹ. Con mà cũng bị giật mình sao? Nè, hôm nay đội trưởng sẽ đến đây ăn tối với chúng ta. Đây là cơ hội con sẽ làm cho đội trưởng thành của con đó. Là thuốc gì vậy hả mẹ? Sao Mỏn không có cho anh Nakhon uống đâu? Lỡ như anh Nakhon có chuyện gì rồi, không lẽ con ở vậy suốt đời luôn hay sao? Thì cũng tùy con quyết định thôi. Con muốn con của con có ba là cảnh sát, hay là cái thằng ô xin xấu xa bẩn thỉu kia? Nhưng rốt cuộc đây là thuốc gì chứ? Thuốc ngựa chiến dữ dội. Con hãy nấu cho đội trưởng uống đi. Đội trưởng sẽ không thoát được con đâu. Ba à, ba uống thử nước sâm mà con mới vừa nấu đi. Sao Mỏn mới học được công thức nấu đó. Nguyên liệu gì vậy con? Công thức của ba bạn Samon đó ba à. Nó là một loại thuốc bổ của đàn ông, trẻ ra hăng hái, tràn đầy năng lượng, có sức làm việc cả ngày luôn đó ba. Ba uống thử đi. Nó tốt như vậy luôn sao? Đâu, cho U-ray uống với có được không? Để có sức quẩy qua đêm luôn nè. Không được đâu, nó là nước dành cho nam mà. Nếu như cô uống vào thì sẽ không có tác dụng gì hết. Anh Nakhon à, anh cũng uống thử đi nha. Anh thấy là bây giờ cũng 5 giờ chiều rồi. Anh không cần phải đi làm nữa đâu. Nhưng mà là Samon tự tay nấu tới 3-4 tiếng đồng hồ lận đó anh Nakhon. Anh uống thử cho em vui đi. Chắc không được đâu Samon. Uống thử xíu đi mà đội trưởng, để cho Samon nó được vui nè con. Vị cũng rất là ngon đó đội trưởng. Bây giờ không phải làm việc nữa, nhưng chắc là thuốc còn tác dụng tới sáng. Đúng đó, sáng ngày mai anh Nakhon còn phải dậy sớm đi làm, sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Đi mà anh. Uống thử đi. Có ngon không anh? Cũng ngon. Anh Nakhon uống hết ly luôn đi. Con hãy nấu cho đội trưởng uống đi, đội trưởng sẽ không thoát được con đâu. Phải rồi, uống hết ly luôn. Anh Nakhon của em đúng là giỏi thiệt đó. Tìm ai vậy hả? Tôi đang tìm đội trưởng. Không biết là đội trưởng có ở đây không? Tôi đến từ đồn cảnh sát, đang có chuyện rất gấp, phải gặp đội trưởng ngay. Đội trưởng đang ở trên nhà. Mời anh cảnh sát đi đường này. Được. Nè anh Nakhon nè. Anh đang bị làm sao vậy hả? Mồ hôi đổ quá trời luôn nè. Anh thấy là người mình hơi khó chịu một chút. Anh thấy khó chịu chật chội lắm. Nè anh à, hay là như vậy đi, hay là anh vào trong tắm một chút cho nó thoải mái. Samon sẽ chuẩn bị đồ tắm cho anh được không? Đi đi mà anh Nakhon. Đi đi. Vậy đi thôi. Dạ xin lỗi. Đội trưởng à, hãy mau về cơ quan ngay đi. Một lát nữa ngài cảnh sát trưởng sẽ gọi điện thoại về, có việc gấp cần gặp cậu đó. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ của anh Nakhon mà, sao còn bắt người ta đi làm chứ? Nếu vậy thì Samon cũng sẽ đi theo. Đội trưởng có công việc gấp phải đi, con đừng có làm phiền. Vậy chắc là con xin phép. Con xin phép chú Trương, con về trước. Anh về nha. Con chào chị. Anh Nakhon. Được rồi, đi thôi. Anh Trương. Phương Lâm à, nói với con U-ray nghỉ làm cái việc kia đi. Tôi thấy ngại với mọi người xung quanh lắm. Dạ em biết rồi. Không cần làm tới mức này đâu Phương Lâm. Niềm vui mà tôi có được với cô, nó đã biến mất từ lâu rồi. Tôi sẽ qua bên kia ngủ. Trương à. Quang Phên vui quá à. Vì anh Trương đã tới với Quang Phên đó. Nếu mà con anh không cầu xin, chắc là anh sẽ tới đây hàng ngày quá. Anh Trương à, anh nói cái gì vậy hả? Tại sao phải ngại? Em là vợ của anh mà Quang Phên. Vừa xinh đẹp lại vừa thơm. Quang Phên. Anh Trương. Anh Trương à, từ từ thôi. Nè anh à. Mẹ à, Samon phải làm sao đi hả? Tự nhiên anh Nakhon lại có việc gấp như vậy. Mày cứ tự suy nghĩ đi. Nhìn ba của mày kìa, qua bên kia rồi. Mẹ còn không làm gì được nữa mà. Còn Quang Phên, tao sẽ làm cho mày đi ra khỏi cuộc sống của tao cho bằng được. Mẹ cũng chỉ là quan tâm tới ba, không thấy quan tâm tới Samon gì hết. Đội trưởng đi rồi mày có làm được cái gì đâu. Không biết gì sao? Bằng mọi giá ngày hôm nay cũng phải khiến cho anh Nakhon trở thành chồng của con. Mẹ cứ chờ đó mà coi. Dạ thưa giám đốc, hiện tại thì tôi đang theo dõi tin của anh Samon và người vợ. Cũng có thêm được thông tin chính xác rồi. Tôi sẽ báo cáo cho giám đốc sau. Dạ. Sắp tới lượt mày rồi đó Trương à. Và tao đây, tao sẽ là người tự tay bắt mày vào tù cho bằng được. Em thích anh làm như vậy nè. Nếu em thích á thì đừng có than mệt đó nha. Rit. Rit à. Thằng Rit. Ui, ai mà tới đây làm phiền vào giờ này vậy? Nè, ai vậy chứ? Ai mà gọi vào giờ này? Tức thiệt. Rit. Nè, mày làm cái gì mà la lối dữ vậy? Tôi biết á là đang làm phiền tao hay không? Tao có rượu ngon lắm đây. Mày mang giày vô đi, rồi đi nhậu với tao. Đi. Ngày hôm nay thằng Tum nó cũng nấu món ngon nữa, làm đồ nhậu ngon lắm đó. Mày không đi thì đừng có tiếc đó nha. Đêm nay anh ấy không được đi đâu hết. Vì anh Rit, anh muốn ở nhà với tôi. Phải không hả anh yêu? Rit, mày nghĩ kỹ đi. Mày được ở nhà với vợ của mày mỗi ngày, nhưng mà rượu của tao chỉ có thể làm được 1 năm 1 lần thôi. Nó hết là hết luôn đó. Mày cũng biết kỹ năng làm rượu của tao rồi mà đúng không? Trên thế giới này chỉ có mình tao có thôi. Có đi hay không? Mau đi thay đồ đi. Trời ơi, anh im đi, người thì hôi quá chừng luôn. Anh đừng có đi nha anh. Đi mà. Chết. Mau đi thay đồ đi, đi. Đã nhậu nói với tao. Là anh ấy không đi mà. Anh ơi, mình lên phòng đi anh. Đừng có đi nhậu mà. Ăn em được rồi, em còn ngon hơn rượu nữa đó. Đúng không? Anh đừng có nghe gì hết. Lên phòng thôi. Chết. U-ray à. Cho anh ra ngoài một xíu thôi ha. Anh sẽ về sớm mà. Chuyện đó để cho anh nợ đi ha. Đi ha. Anh đừng có nịnh em. Em không có thức đợi anh nữa đâu. Rồi từ nay đừng có mơ mà được ngủ với em nữa. Đi ngủ với thằng hôi hám ở ngoài kia đi. Thôi mà. Muốn đi thì đi đi. Đừng có giận mà U-ray à. Em không có nghe. Về sớm đi đi mà. Muốn đi thì đi đi. Không có nói nhiều nữa. Thằng Thiết nó không có ở nhà hay sao? Thiệt tình. Chồng đi rồi sao? Đi đâu sao bà lâu quá vậy hả anh Rod? Tối qua tới giờ anh bị đau bụng. Anh không muốn đi ra vào cho ồn ào. Vậy để đá pha đi lấy thuốc cho anh uống nha. Không cần đâu. Anh đã uống rồi. Em đi ngủ đi. Anh làm vậy vì anh là con rể tương lai hay sao? Tôi làm tất cả mọi thứ chỉ vì người tôi yêu. Thằng chồng khốn nạn kìa. Mày chết đi. Tôi sẽ cho cậu thử làm một việc lớn cho tôi. Việc gì vậy anh? Tiền thưởng cho cậu đã hoàn thành công việc. Ai đã làm được cái gì thì sẽ được thưởng những thứ đó thôi.